Đọc sách ngàn lần tập 3 Một môn thâm nhập Cho đến khi khai ngộ Xin kính chào Thầy Xin chào mọi người Tiết mục đặc biệt học vấn dạy con này của chúng ta đọc sách ngàn lần hiện tại là tập thứ ba rồi các cô hãy đem cương lĩnh ra nói qua cùng với mọi người một lần bởi vì các cô đã đích thân thực tiễn rồi khi các em bắt đầu đọc sách khi chúng vừa bước vào lớp học bởi vì khi mới vừa bắt đầu thì tâm của chúng không thể nhanh chóng an định lại được sau khi bước vào lớp học trước tiên để cho chúng được an định cái tâm lại Trước tiên cứ đứng một lúc như vậy, đứng nghiêm, đứng một lúc, tâm bình rồi, khí hòa rồi thì mới bắt đầu đọc. Thường thì mất bao lâu? Thông thường chỉ mất vài phút là được, 5 phút là đủ rồi. Ngồi yên tĩnh hoặc là đứng nghiêm. Bạn xem lớp học này thật là im ắng không tiếng động. Các bạn học đều biết là đang làm gì, đang hồi tâm lại. Vừa mới từ bên ngoài chạy vào hoặc có thể là vừa mới thức dậy hoặc là vừa ăn cơm xong, trong miệng vẫn còn cay cay. Vậy thì không được Cho nên nhất định phải ghi nhớ Trước khi đọc sách thì phải rửa tay Xúc miệng Chỉnh sửa lại quần áo Đem Bàn học sạch bút nghiêng ngay Mà làm cho sạch sẽ Vì sao vậy? Bạn nói Bạn đọc một hồi thì chóng mặt Vì sao vậy? Buổi trưa ăn củ hành nên thấy khó chịu gì thì không được Cho nên những thứ này bên ngoài đều phải chỉnh lý cho tốt, rất là quan trọng. Trong thời gian chúng đứng 5 phút này ở đó, không được nghĩ tưởng lung tung, tốt nhất là cho chúng niệm Phật, hơn nữa cũng phải thật chậm, thí dụ như nói a, di, đà, Phật. A, di, đà, Phật. Như vậy từ 3 đến 5 phút thì tâm của chúng sẽ an định trở lại nếu như niệm nhỏ thôi tập thể cũng niệm nhỏ thì cũng được cũng có thể nhiếp thọ được tâm của chúng còn có rất nhiều bạn buổi sáng sau khi thức dậy vẫn còn hôn trầm còn mơ màng và lúc đó thì thầy cô nhắc nhở rất là quan trọng bởi vì thời gian quý báu nhất trong một ngày là sáng sớm nếu như nó bắt đầu một buổi sáng mà hôn trầm mơ màng thì cả ngày sẽ không có tinh thần nổi cho nên nói chúng tôi nhìn thấy có một số em học sinh Buổi sáng khi bị hôn trầm Thì sẽ tự nhắc nhở mình Ý niệm nhắc nhở mình trong tâm là không được ngủ Không được hôn trầm Đây là việc đáng xấu hổ Chúng tự nhắc nhở mình như vậy Như vậy thì chúng sẽ tự lấy lại tinh thần Và ngày đó trạng thái tinh thần được rất tốt Hơn nữa việc này Cùng với độ dài thời gian ngủ nghỉ Không có liên quan với nhau Có bạn học có thể buổi tối cùng bận rộn giúp thầy cô thu dọn sách vở Sắp xếp lại tài liệu nên ngủ rất muộn Buổi sáng những là đúng 5 giờ thì thức dậy Cho nên chúng dùng phương pháp này để nhắc nhở mình để cho mình được tỉnh táo Ngày hôm đó các em vẫn là rất có tinh thần Tràn đầy sức sống Phương pháp này quan trọng nhất là gì vậy? Là tâm xấu hổ Đúng vậy, đọc cùng với mọi người Và đọc một mình là không như nhau Cho nên con cái cần phải có một ngôi trường tốt Người ta đều rất tốt Tại vì sao một mình mình lại kém như vậy? Chúng sẽ tự so sánh Cho nên đích thực là không có cách nào Thực tại là không có cách gì Nên ở nhà tự đọc Càng đọc càng buồn ngủ Chúng không có gương để noi theo cho nên nói tập hợp lại Cùng nhau đọc là quan trọng Chúng ta có thể nhìn ra được Tự mình có một chút hôn trầm Những người xung quanh đều đọc giống dạc Còn rất có tinh thần Từ trường xung quanh đều có sự ảnh hưởng nhất định Chuyên tâm nhất trí Thành tâm thành ý Cái từ trường đó đối với chúng đều có ảnh hưởng Nếu như bạn lại tìm mấy đứa Mơ mơ màng màng để ở bên cạnh chúng Vậy thì Chi bằng đừng tìm Đây đều là vấn đề lớn Tập thể cùng đọc sách thì nhất định phải đều đặn Chỉnh tề nghiêm túc Đầu tiên âm thanh phát ra phải đều đặn Không thể nói người thì nhanh người thì chậm Vì này là không được Còn nữa cũng có thể có một số âm thanh đột nhiên nữa Chừng lại có một người đọc lệch ra âm thanh như vậy rất khó nghe Hoặc là âm thanh của một ai đó quá lớn Vậy là phải bị đòn Gọi là phá hoại tu học tội đó rất nặng cho nên khi vừa mới bắt đầu phải đem nội quy kỷ luật nói cho rõ ràng với các đồng học độc tụng thì có quy củ của độc tụng ai mà phá hoại thì sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng cho nên nói những quy củ này phải nói trước giảng trước ai làm loạn thấy chơi như vậy vui thì sẽ đuổi người đó về một người sẽ có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhiều người cho nên bài học về đọc sách nghìn lần này, trước khi bắt đầu học thì sẽ lựa chọn các bạn đồng học, ai là người được vào lớp này, ai vào đọc, thầy cô và các bạn học phải suy nghĩ rõ ràng, phải chọn cho rõ ràng. đích thực là như vậy. thí dụ như nói nhiều người tương đối bị hôn trầm, mỗi buổi học đều hôn trầm, vậy thì chúng ta không thể để bạn đó ở trên cùng. Hết thảy đều đưa ra phía sau Đúng vậy, vì sao vậy? Bản thân bạn không có tiến bộ Bản thân bạn không có tâm xấu hổ Cứ ở đó cam tâm đọa lạc Vậy thì đưa ra đằng sau Nếu không thì ở phía trước để cho mọi người nhìn thấy ngã xiên, ngã dẹo Thì sẽ ảnh hưởng đến những đồng học khác Còn có, thí dụ như nói Có hai bạn học thường hay nghịch ngợm Thì không thể để họ ngồi gần nhau Như định là một người tương đối an định Ngồi gần một người hay nghịch ngợm Vậy thì có thể cân bằng cho nhau thêm nữa việc nghiêm túc trong lúc tập thể cùng đọc sách nghiêm túc kỳ thực chính là tâm cung kính khi trẻ đọc sách mà không có tâm cung kính thì tuyệt đối không thể được lợi ích một phần cung kính được một phần lợi ích việc này thì tất cả các bạn học đều có thể thể hội thật sâu tâm cung kính có tiêu chuẩn hay không có tri chỉ thì sau đó có định chỉ nghĩa là gì giống như lúc trước tôi đã nói đứng có dáng đứng ngồi có dáng ngồi tay phải đặt như thế nào sách đặt ra làm sao đầu óc không tập trung thì không được chỉ có dùng cái phương pháp này thì chúng mới có thể khiến cho tâm của chính mình sanh khởi ra được cái tâm cung kính đó như thầy đã nói đến quy củ thì trong lúc các bạn nhỏ đọc sách vẫn còn một điểm khi chúng nghỉ ngơi giữa giờ đi nhà vệ sinh hay đi uống chút nước thì vào những lúc này đều không thể nói chuyện không thể nói chuyện Chúng tán gẫu với nhau Thì có thể sẽ làm hỏng hết hiệu quả Của một giờ đọc sách vừa qua Tâm sẽ loạn trở lại Thêm nữa, lớp học chúng con Đều có rất nhiều sách ngoại khóa Khi chúng vừa tăng học, chúng thích đến đọc những loại sách thiếu nhi truyện tranh Vì này thì cũng không được Cái này nếu chúng xem xong Thì sau đó khi bắt đầu đọc sách Thì trong đầu óc của chúng sẽ suy nghĩ gì quyển truyện vừa mới đọc Vì này nhất định là có ảnh hưởng Đối với chúng mà. Yêu cầu này của các cô vô cùng cần thiết Cái công phu 8 giờ đồng hồ này Cái thành quả tu học này Như định phải chú ý Đừng để việc trong lúc nghỉ giải lao Làm hư hỏng hết Buổi sáng các cô học 3 giờ rưỡi đồng hồ Không có nghỉ ngơi phải không Có thể đi nhà vệ sinh mà hình như không có đi uống nước phải không Đi nhà vệ sinh và đi uống nước không được tùy tiện Giữa tiết sẽ cho chúng thời gian 5 phút trong 5 phút này các em cùng nhau đi vệ sinh Hoặc là đi uống nước Các cô nói là đó là buổi sáng phải không Đúng vậy, buổi sáng được nghỉ 5 phút giữa giờ Buổi sáng vẫn có Nếu không mà nói thì một chút là chạy đi vệ sinh Như vậy thì không được Bạn cũng không thể một chút lại đi uống nước Nếu như đi thì tất cả cùng đi Sau đó thì cùng về lại lớp Chưa đến thời gian quy định thì không được đi Vậy thời gian buổi chiều thì sao Thì cũng như vậy Giữa giờ được nghỉ 5 phút Cũng là được nghỉ ngơi 5 phút giữa giờ Đúng vậy như định phải ghi nhớ Năm phút này Gặp lại là mười phút Tám giờ đồng hồ được nghỉ mười phút Mười phút này Có thể phá hoại tám giờ học tập của bạn Ngồi nói chuyện phím Xem truyện tranh Xem kinh điển thì còn không được Toàn bộ đều là thái thượng cảm ứng thiên Trong đầu chỉ toàn là kinh này Không lúc nào quên Đây gọi là đô nhiếp Đô nhiếp Bạn xem Bên ngoài là chỉ Bên ngoài là được định Tuy chỉ Sau đó được định Tâm được an định Bên ngoài an định Thì bạn nhìn thấy được Phía sau mới có thể có Có tịnh, có lự Mới có khả năng Cho nên nói tất cả những yêu cầu của các cô Những điều kiện quy củ này của các cô Đều gì một cái đó là Bảo đảm chất lượng của 8 giờ đồng hồ Nếu không mà nói Bạn đừng xem thường 5 phút này Rất dễ dàng bị làm cho hỏng hết Ngoài ra một ngàn lần này Có thể cần đến 20 ngày Thậm chí là 30 ngày mới có thể đọc hết Trong khoảng thời gian này tốt nhất là Không để bị gián đoạn Thí dụ như đọc được 3 ngày hai ngày tiếp theo đi làm việc khác rồi Ngưng lại rồi sau đó lại tiếp tục đọc tiếp Nếu như vậy thì cũng sẽ không có hiệu quả Trường kỳ huân tu Không thể gián đoạn còn nữa, chính là trong quá trình đọc sách. Thí dụ như trong lớp học có đồng hồ báo giờ, tốt nhất là không nên có để cho chúng một lòng một dạ đi đọc sách. Lúc nào đến giờ đi nhà vệ sinh thì lớp trưởng đi tuần hoặc giáo viên chủ nhiệm sẽ nói với mọi người. Trong quá trình đọc sách này trong đầu của học sinh chỉ có kinh điển, ngoài việc này ra những thứ khác chúng đều không cần suy nghĩ đến. Hay nói cách khác là chỉ có thái thượng cảm ứng thiên. Bạn đang đọc nó mà, vậy thì không có thứ gì khác nữa, không thể cứ ngẩng đầu lên nhìn thời gian. Chuyện đó không liên quan đến bạn Số lần đọc cũng không cần đến Đúng vậy Những việc này đều là lớp trưởng và chủ nhiệm lớp sẽ phụ trách Nhiệm vụ của bạn chính là đô nhiếp vào trong văn tự của kinh điển Sáu căn đều dùng vào việc này Ngoài ra, thưa thầy, đối với việc lựa chọn kinh điển Việc này là rất quan trọng Lần này thầy đã chọn cho chúng con là Thái thượng cảm ứng thiên Chúng con cũng muốn cầu giáo với thầy việc lựa chọn kinh điển rốt cuộc thì phải chú ý những gì các em đọc sách thì có lớn có nhỏ nhỏ quá thì không thể đọc thái thượng cảm ứng thiên sẽ thích hợp đọc đệ tử quy hơn thích hợp tam tự kinh như vậy thì thích hợp hơn chúng còn quá nhỏ hai ba tuổi lớn hơn một chút thì hiểu chuyện hơn một chút sáu mươi tuổi thì thích hợp thái thượng cảm ứng thiên rồi vì sao vậy vì đệ tử quy thì chúng đã thuộc lão rồi cảm ứng thiên tốt ở chỗ nào bạn xem Tiêu chuẩn của thiện Tiêu chuẩn của ác Kể bày ra rất là rõ ràng Trắng đen phân minh Tôi có một cách nghĩ Những lời này khiến cho chúng cả đời này Mở miệng là thốt ra Ghi khắc sâu sắc trong tâm trí của chúng Hay nói cách khác Tiêu chuẩn của thiện ác Chúng sẽ khắc ghi trong tâm Người tốt được dạy ra như thế nào Tiêu chuẩn thiện ác thị phi đẹp xấu trí ngu. Không có một chút hàm hồ nào. Bản thân bạn đều tự biết hơn nữa mọi người đều thống nhất kiến hòa đồng giải. Nếu như bạn nói ở trong thái thượng cảm ứng thiên vô cố tiễn tại. Hiện tại người nào mà không phạm tội này, người người đều phạm, bạn nói tôi đâu có, Cây kim cộng chỉ tôi còn không biết rõ, không phải vậy. Bạn lấy tiền đi mua thì phạm tội rồi tội vô cố tiễn tài bạn giúp đỡ họ vô cố tiễn tài thế nào gọi là vô cố tiễn tài vì tiền mà làm ra quần áo để kiếm tiền vì hưởng thụ mặc đẹp mà đi mua quần áo đây gọi là vô cố tiễn tài vô cớ cắt giải có phạm hay không có mọi người chúng ta nghe minh bạch rồi các bạn nhỏ này tương lai sẽ không phạm cái lỗi này sẽ không phạm cái tội này chúng sẽ không bị cái ác báo này thầy cô đã dạy rồi mở miệng là thốt ra bạn xem người ta mua quần áo vô tội dạ là vô cố tiễn tài chúng biết chúng rõ lý cho nên những kinh điển mà chúng đọc trong tương lai cuộc sống sẽ tùy lúc mà đem ra dùng hơn nữa tuy là chúng không nói nhưng khi nhìn thì biết vô cố tiễn tài những loại quần áo đó đều là vô cố tiễn tài những tiệm quần áo đó thấy đều là vô cố tiễn tài. Vì sao vậy? Bạn xem hiện tại có người nào mà tủ quần áo của họ khi mở ra không đầy ấp cả chứ. Không cần thiết thì gọi là vô cớ. Bạn nói tôi là vì muốn được hưởng lạc. Vậy thì bạn sai rồi. Tăng trưởng tham sân si mạng của bạn. Tăng trưởng lòng tham của bạn. Dường như là kinh tế phát đạt rồi. Trên thực tế là đã phá hoại mất đức hạnh của người khác việc đó sẽ có ác báo các nhà kinh tế học thì không cần nói sau khi họ đã lấy tiền bạc của bạn rồi dường như kinh tế phồn vinh rồi thì ác báo tai nạn có đến họ cũng bất chấp bởi vì họ không hiểu họ không biết hai việc này là có mối quan hệ nhân quả với nhau cho nên quả báo thiện ác như bóng với hình mọi người thể hội kinh văn này rồi một chữ cũng không thể thay đổi hơn nữa cũng đã nói rất là hay bạn xem lấy cái thí dụ này là như bóng theo hình các vị xem một đồ vật dài như vậy thì bóng của nó sẽ tạo ra theo một tỷ lệ nào đó tuyệt đối không dài hơn một chút không phải vậy nó như thế nào thì bóng của nó như thế đó chứng tỏ cái gì bạn làm thêm một chút việc xấu thì nhất định sẽ có thêm một chút ác báo ít một chút thì ác báo cũng ít một chút nghĩa là những thứ này và cái bóng của nó là có liên quan bạn phải tìm nguyên nhân từ trên bản thân của mình Đừng có tìm ở nơi cái bóng Không nên tìm nguyên nhân từ trên ác báo Là cái ý như vậy Cho nên kinh điển này Khi chúng vừa hiểu chuyện Khi được 5-6 tuổi thì cho chúng đọc Bộ tiếp theo Tôi cho chúng đọc là bộ gì? Là bộ kinh vô lượng thọ Từ phẩm 32 đến phẩm 37 32 đến 34 là một phẩm 10 phút từ 32 đến 34 10 phút một phẩm Sau đó thì sao 35 là một phẩm 35 thời gian dài hơn Đúng vậy Được làm riêng thành một đoạn 36 đến 37 thì có thể đọc 10 phút Đều phải đọc 1.000 lần Những đứa trẻ này phải để kinh Phật Thâm nhập sâu vào trong xương tủy Bạn nói những học trò này mới 7-8 tuổi 11, 12 tuổi Bạn nói cuộc đời này của chúng có tuyệt vời hay không Chúng tương lai cứ dùng những cái này Để chỉ dẫn cho cuộc sống của chính mình Nếu như có thể làm được Thì đây là hiền nhân Quân tử, thánh nhân Đúng không? Cho nên kinh điển là phải biết chọn lựa Đặc biệt là Thái Thượng Cảm ứng Thiên Các vị hỏi tôi Vì sao mà chọn bộ này? Vì bộ này là giáo dục nhân quả là sư phụ đã dạy ở trong thế giới ngày nay giáo dục về luân lý đạo đức là quan trọng nhưng mà nó cũng có những lúc không hiệu nghiệm có hiệu quả luân lý đạo đức chính là giáo dục nhân quả cho nên tôi chọn thái thượng cảm ứng thiên trước tiên nó cùng với cuộc đời con người có liên quan mật thiết cho nên những bạn học này tôi nghe các câu nói nghe các bạn chia sẻ nhìn thấy sự tình gì cũng ứng dụng ra được Chúng lập tức liền có thể đối chiếu với kinh điển quá tốt rồi Các tiết mục phía sau mọi người cứ thông thả mà xem Các bạn nhỏ của chúng tôi ở đây đều sẽ lên nói Nói về thế hội từ việc đọc sách ngàn lần Thưa thầy, thầy vừa mới nói đến việc sẽ đọc kinh vô lượng thọ Từ 32 đến phẩm 34 Là tính thành một phần kinh điển Vậy có phải là khi chọn kinh điển không nên quá dài hay không ạ? À? Kinh điển này Mọi người phải nên ghi nhớ Nếu vừa nói rất dài Thí dụ như Kinh Pháp Hoa Cha tôi đã đọc qua Một ngày đọc một bộ Kinh Pháp Hoa Bạn nói xem nó dài đến độ nào Vậy thì không được rồi Không phải là như vậy Cũng chuyên chú tập trung vào công việc đọc sách đó hay sao ạ à? Có thể chuyên chú nhưng lại không có đọc đi đọc lại Từ sáng đến tối đọc được có một lần Không đọc đi đọc lại Trong khi các bạn ở đây thì Một ngày có thể đọc đi đọc lại hơn 50 lần Mỗi lần 10 phút Đọc đi đọc lại để làm gì Sư phụ đã nói với chúng ta Một đĩa VCD một giờ đồng hồ Một ngày xem 10 lần Đây là lặp lại mà Phải trường kỳ hương tu Bạn nói xem lợi ích của lặp đi lặp lại là gì Lợi ích của việc lặp lại cũng giống như niệm Phật vậy A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Tâm của chúng ta sẽ định được sự việc này cứ lặp đi lặp lại Sau cùng thì chúng sẽ định lại được Bạn cứ nói điều mới với chúng Chúng cứ đọc lại cái mới Thì tâm của chúng sẽ khó định lại được Các vị phải thể hội Cho nên nói Sư phụ nói Các đĩa thông thường hoặc là một quyển sách cũng được Sư phụ nói ít nhất phải xem 30 lần Là có ý gì? Chúng tôi lựa chọn kinh điển này có hơi ngắn một chút ngắn một chút như vậy mỗi ngày mọi người đều lặp lại được rất nhiều lần chúng thể hội một môn thâm nhập trường kỳ huân tu cảm giác này sẽ tương đối nhanh chúng sẽ có thể tìm thấy được nếu như một bộ kinh mà một ngày mới đọc xong vậy thì cần cả tuần lễ thì chúng mới có được chút cảm giác vậy thì cũng không dễ rồi đặc biệt là trẻ nhỏ chúng còn quá nhỏ lời ích ý nhiều Đơn giản rõ ràng Lanh lãnh lưu loát Chỉ 10 phút quá tốt Cho nên nhất định phải biết Những thứ này có ảnh hưởng tới trẻ rất là lớn Chính là lặp đi lặp lại Đọc tới đọc lui Nếu như dài quá thì bạn không có cách nào lặp đi lặp lại Thưa thầy chúng con cũng phát hiện Việc đọc sách nghìn lần này Thì thầy cô rất quan trọng Thầy con nhất định phải ở trong lớp học Để quan sát những đứa trẻ này những học trò này nếu như nói được rồi, đọc sách xong rồi cũng không cần đến tôi bám sát nữa các em cứ ở đó mà đọc đi hơn nữa không có tác dụng không có ai quản chúng thì không được hơn nữa thì thầy cô ở trong lớp học thầy cô đều phải đem tâm đặt vào kinh điển và an ở đó nếu như nói có thầy cô ở đó mà thầy cô xem một thứ các em thì đọc sách vào lúc này bạn sẽ không biết chúng có vấn đề bạn cũng không phát hiện ra cho nên tốt nhất vẫn là thầy cô ở phía trước đứng ở trước mặt tất cả học sinh Mọi người đều có thể nhìn thấy Cũng đứng đó cầm quyển sách Chăm chú nghiêm túc Chỉ tay đọc cùng Do lúc này tâm của thầy cô an định Có thể ảnh hưởng đến cả lớp Nếu đọc như vậy thì sẽ có được hiệu quả Nếu như người làm thầy cô mà không ở đó Thì học trò đọc mãi cũng không biết đọc đến mức độ nào Tán loạn Dân tán loạn Các cô nói như vậy thì tôi suy nghĩ Tìm ở đâu ra được thầy cô tốt như vậy chứ Có ai chịu làm các trường học trong xã hội thì không cần nghĩ đến không thể nào lý niệm của họ không giống như các cô căn bản là hoàn toàn không hiểu được giáo dục thánh hiền hoàn toàn không hiểu được lạ lẫm các thầy cô học trường học văn hóa truyền thống có thể làm được như vậy học trò còn rất an định nhìn thấy thầy cô thầy cô và còn sốc nổi thì học trò loạn rồi thật quá khó tìm cho nên giáo dục thánh hiền khó là khó như sư phụ đã nói không có thầy cô Đi đâu để tìm người thầy tốt Cho nên nói chúng ta chân thật là Đã khuyến khích rất nhiều người trẻ tuổi đi theo con đường này Bạn đem tâm an định trở lại Bạn không ở hiện trường Thì tâm của bọn trẻ sẽ rất dễ bị loạn Cho nên nói chúng 8 giờ đồng hồ Thì bạn cũng 8 giờ đồng hồ Đi cùng chỉ chúng tận hết khả năng để ở cùng với chúng thì cái hiệu quả này mới có thể tốt nhất được ngoài ra chính là thầy cô khi ở trong lớp còn có thể đốc thúc và nhắc nhở thí dụ như nói khi ở trong lớp phát hiện các bạn nhỏ bắt đầu mất tập trung Vì thì phải lập tức bảo ngưng bắt đầu cho ngừng lại và nói cho mọi người nghe vì sao phải đọc sách vì sao phải đọc tám giờ đồng hồ vì sao phải chỉ tay đọc chữ lợi ích của việc chỉ tay đọc chữ là gì rất nhiều phụ huynh nhất định không nên cảm thấy Những lời này chúng ta đã nói qua rồi Vậy thì không được Bạn nói đi nói lại như vậy Nhắc đi nhắc lại với chúng Chúng sẽ từ từ Bản thân chúng sẽ dần dần biết được Vì sao phải đọc như vậy Chúng mới có ấn tượng Sau cùng những đứa trẻ này đều có thể nói cho bạn nghe Vậy thì bạn thành công rồi Cho nên nói học vấn của việc dạy con trẻ Không có gì khác đó là phải có lòng yêu thương chân thật Bạn không nên nản lòng phải có lòng kiên nhẫn bất luận là phụ huynh hay là thầy cô giáo viên chủ nhiệm hay là hiệu trưởng đều phải như vậy phải nên như thế nào ngày ngày nói nói tới nói lui những việc đó đều là lời của thánh hiền chỉ một chút việc này nhưng nói đi nói lại nhắc ngoài nhắc mãi sai rồi thì nhắc nhở bọn trẻ thường hay quên chúng nhớ không được đây là căn tánh chúng sanh của chúng ta Bạn cứ phải nói với chúng nói đến sau cùng bạn không cần nói chúng liền biết Vậy là bạn giáo dục đã thành công rồi Vì sao vậy? Bạn không cần nói mà chúng đã biết rồi Hiện tại chúng không biết Chứng tỏ bạn nói chưa đủ nhiều Làm thầy cô Các vị là giáo viên chủ nhiệm Không cần sự báo đáp nào Cả cuộc đời này đến để hoằng pháp lợi sanh Chúng ta vì sao ở đây? Cả đời làm thiện nguyện Ở trong đĩa Người có đức tất có bạn trọng đạo như mình ở trên trang mạng vẫn luôn hô hào kêu gọi chúng tôi hy vọng có thể có càng nhiều người làm thiện nguyện hơn nữa thật sự là không có người nhiều người đến đây để góp phần náo nhiệt vì nhìn thấy khổ thì bỏ đi mất thấy không vui thì bỏ đi bạn phải làm sao cho nên nói thầy cô tốt và học sinh là như nhau ghi nhớ đinh ninh Học sinh thành tựu như thế nào vậy? Không phải một ngày một bữa Mà từng giờ từng giờ một Thậm chí là từng phút một Đã bồi dưỡng chúng như vậy mà thành Bạn ở đó đọc Chúng cũng dụng tâm Không có giờ ra chơi Làm gì có giờ ra chơi Văn hóa truyền thống Trường tốt không có ra chơi Sở dĩ tư thuộc ngày xưa có ra chơi Có nghỉ lễ Tôi nghe nói trường học của các vị thì không có việc này Vậy thì tốt các vị nhất định sẽ vượt hơn cả triều thanh triều minh triều tống bởi vì vào lúc đó họ vẫn còn những việc này cho nên ngày nay nếu thực sự muốn khôi phục văn hóa truyền thống phục hưng lại thì nếu bạn không đạt được trình độ cao như vậy thì không được rồi cho nên sư phụ cũng thường hay nói dù xả thân mạng dù bỏ thân mạng đây đích thực không phải là nói hệ thống điều lệ có thể đạt được nói đưa cho bạn bao nhiêu tiền dùng quy chế để ràng buộc mà được không thể nào nhất định phải là lòng yêu thương thật sự là vì cái sự nghiệp này vì những học sinh này chúng mới có thể tập trung nếu như mà không tập trung thì bạn không cần phải 8 giờ đồng hồ một giờ đồng hồ cũng chịu không nổi họ ở đó để quan sát theo dõi các vị xem những vị nghĩa công những vị giáo viên chủ nhiệm nếu cưỡi ngựa xem hoa tâm không tập trung gì thì vô ích cho nên nói người thầy tốt ngày nay là quan trọng hơn bất cứ thứ gì không thiếu tiền không thiếu nơi trốn mà thiếu người tập ba của tiết mục này lại sắp kết thúc rồi tập tiếp theo sẽ cho học sinh lên đây nói như thì trong đọc sách ngàn lần trọng điểm là ở chỗ này tôi lại xin nhắc với mọi người một chút các vị cũng phải làm trường học của các vị cũng phải làm rất tốt chúng ta nhất định phải ghi nhớ không cần phải có hy vọng không cần có nguyện vọng không cần nhất định phải đem những thứ này buông bỏ bọn trẻ gì sao phải đọc vì để tu tâm thanh tịnh bạn gì sao phải dạy vì để tu tâm thanh tịnh tôi là gì muốn đạt được cái hiệu quả này đạt được cái hiệu quả kia đó đều là thứ đang phá hoại tâm thanh tịnh bạn nói mấy đứa trẻ này ngày hôm nay đọc như một nồi cháo lộn xộn bát nháo cũng rất tốt cũng bình thường đem tâm an định trở lại Nhất định không nên lo lắng dội vàng. Tôi xem xong tiết mục này Thì tôi phải như thế này như thế kia Con của tôi phải ra làm sao Vậy thì sai Tôi muốn các chị làm cái thực nghiệm này Vì sao chị Dường như cũng không có một cái gì lý tưởng Đây là hôm nay các em sẽ làm báo cáo cho các cô Các cô cảm thấy rất ngạc nhiên Ồ sao lại như vậy Các cô từ khi bắt đầu đến giờ Không có yêu cầu quá cao giống như vậy phải không Thầy dạy chúng con phương pháp này thì chúng con y theo mà làm Không có suy nghĩ gì khác Đúng vậy đó là học sinh tốt Tôi vì sao phải làm chứ Sư phụ đã nói những lời đó Phương pháp hay như vậy Đáng tiếc là không có người làm Mặt mũi của tôi không có chỗ nào để trốn cả Không có ai làm thì tôi làm Chúng ta có thể làm không tốt Nhưng chúng ta có thể làm Không thể để sư phụ lại nói những câu này nữa Học trò như chúng ta mặt mũi để ở đâu đây Chúng ta làm Vừa được 20 ngày Chúng ta đem ghi lại thành tiết mục đĩa hình Xem như là một bài báo cáo có tính giai đoạn Chúng ta làm được tốt hay là không tốt Tạm thời gác lại Nhưng cái tâm này của chúng ta phải không có lỗi với lão sư Sư phụ ngài là gì ai Ngày ngày đau lòng rác họng Mỗi ngày giảng kinh 4 giờ đồng hồ Giảng nói với người trên cả thế giới Làm thế nào để dạy tốt con trẻ Làm thế nào để bồi dưỡng ra những quân tử hiền nhân Thánh nhân cho dân tộc chúng ta Đều đã nói với mọi người rồi Mọi người đều không nghe Vậy có thể được sao chúng ta cũng làm thử Cho nên nói nếu như cô hỏi đến tôi Thì tôi cũng không có ước mong gì quá cao Bọn trẻ đọc mà thành tựu đến mức nào Thì đó là chuyện của chúng Chúng ta chỉ cần y theo phương pháp của người xưa Theo những quy củ này mà làm Chỉ lo cày ruộng Không lo thu hoạch Đây là sư phụ dạy Không nên có hy vọng Có hy vọng thì sẽ có thất vọng thôi Quan trọng nhất là gì? Đây những điểm mấu chốt trong lời chúng ta đã từng nói Từng cái từ cái một sắp xếp cho tốt làm cho thật tốt Trước làm hết sức mình Sao hãy nghe mệnh trời Các vị xem mấy câu nói này Mang đầy mùi vị của sự thanh tịnh Thấm đượm mùi vị của sự tự tại Người hiện tại mong muốn mãnh liệt Nghe được cái phương pháp này Được rồi Chúng ta đây cũng phải là như thế nào ấy Vậy là bạn sai Bạn đem tâm thanh tịnh Đem thanh tịnh của bọn trẻ phá hoại hết Các em nhất định phải đọc đến trình độ nào đó không có chuyện đó Không có việc này Chúng vốn dĩ là thanh tịnh Là quá trình đang hồi phục Chúng ta nhất định phải hiểu là quá trình hồi phục Nhân chi sơ tánh bổn thiện Chúng bổn tánh vốn thiện Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói Bổn tánh có đặc điểm gì Nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh Hóa ra từ lúc sinh ra thì đã tốt vậy rồi Vậy bạn nói chúng 10 tuổi, 5, 6, 7, 8 tuổi Là để chúng hồi phục cái nhân chi sơ Cái bổn tánh, cái thiện Nào ngờ tự tánh, vốn chẳng dao động Đây là sư phụ đã nói Thường thường nói cho chúng ta nghe Chúng vốn dĩ là an định Cho nên nói là phải hồi phục nhất định phải ghi nhớ là nội học hướng vào bên trong mà cầu hướng ra ngoài thì càng hướng càng loạn cho nên chúng ta nhất định phải hiểu đọc sách ngàn lần là quá trình hồi phục dễ hiểu mà bạn càng hướng ra bên ngoài càng có lý tưởng gì chúng càng loạn càng phá hoại quá trình hồi phục cho nên chúng tôi đem những lời này mà không nên thấy học sinh còn nhỏ mà cứ nói với chúng rồi chúng cũng có thể hiểu được ta vốn gì là an định, ta vốn gì là thanh tịnh, bạn cứ nói rồi chúng sẽ hiểu, không ngại phiền phức. thường thường nói ra, như vậy mà nói thì bọn trẻ đều có thể từ từ kế nhập cảnh giới này. Ngoài ra chúng ta cũng nhất định phải biết trẻ con trong thiên hạ đều không như nhau có đứa bẩm sinh là hiếu động có đứa bẩm sinh là hay ngủ có đứa bản tính ưa nói chuyện đủ kiểu đủ loại đều có cả chỉ có thể nào dùng một phương pháp có thể chỉ là có người thì cần thời gian nhiều một chút chúng cần thời gian rất dài mới có thể an định trở lại được có người thì thời gian rất ngắn chỉ cần một buổi sáng thì chúng liền có thể an định lại được rồi chúng tự tự nhiên nhiên sẽ có dáng có vẻ đi vào cái trạng thái này cho nên nói thầy cô chủ nhiệm Các thầy cô nhất định không nên nôn nóng Còn cái chúng tôi làm sao để trở thành được như vậy Vì này không có cách nào so bì với người khác Khi mới đến thì chúng không giống như những đứa trẻ khác Bốn tánh căng tánh của mỗi đứa trẻ đều không giống nhau Trước khi đến đầu thai Chúng đều là từ nhiều nơi mà đến Giờ này chúng ta học Phật rồi thì đều hiểu Cho nên nói chúng ta nhất định phải hiểu Đọc sách ngàn lần Nếu muốn chân thật đạt được hiệu quả thì phụ huynh thầy cô hộ pháp đều phải rõ lý Phải hiểu việc này Cho chúng một hoàn cảnh tốt Cho chúng một sự dẫn dắt chính xác Chúng mới có thể từng bước từng bước ngày càng tốt lên Thưa thầy Ngày trước chúng ta đã giới thiệu với mọi người Phương pháp học tập là đọc thuộc trăm lần Vậy hiện tại chúng ta giới thiệu với mọi người việc đọc sách ngàn lần Vậy hai việc này có trước sau có thứ tự hay không ạ? Có trước có sau Vật có góc ngọn Việc có đầu đuôi Bạn mà điên đảo Con người hiện tại đều đảo lộn điên đảo rồi Họ không biết cái gì gọi là gốc Cái gì là ngọn Cái gì là đầu Cái gì là đuôi Họ không biết Vì thì bạn không thể trách họ Hôm nay nghe xong cái này thì chúng ta biết Đại học Chi Đạo Tại Minh Minh Đức Một câu thôi để nói cho bạn biết Vì sao phải học và dạy học Phải đem tự tánh Dùng hai chữ Minh Đức để làm đại biểu Minh Đức là phải để cho nó được phát lộ ra Minh Là động từ Ý nghĩa là hiển phát Sáng tỏ Minh Đức là bổn tánh Đại học chi đạo tại Minh Minh Đức Là câu đầu tiên trong khai tông Minh Nghĩa Sau đó lại nói với bạn thứ tự Trước tiên là Tri chỉ năng đắc định Gián vẻ của chúng đã an định lại rồi chỉ là quy củ Cái gì nên làm Cái gì không được làm Đó là quy củ Là giới luật để tử quy chính là cái này Cho nên trẻ nhỏ Phải từ lúc 1-2 tuổi Cho chúng học cái này Chúng trước phải biết chỉ Thì mới có thể có định Định ý nghĩa là an định Chúng đừng có ngày ngày tâm khí sốc nổi Hiếu động chạy nhảy gì thì không được rồi Sau đó lại để cho chúng từ từ tu tâm Hay nói cách khác là tu thân trước Đây là thứ tự trước tiên bạn làm cho tốt để tự quy đi thông thả đứng ngay thẳng chào cúi sâu lại cung kính mũ phải ngay nút phải cài đây toàn bộ đều là bên ngoài hình thể của bạn cử chỉ của bạn là dựa vào cái này để tu hành trẻ nhỏ thì từ cái này mà bắt đầu để đến khi chúng lớn thêm một chút nữa vậy thì phải như thế nào đi xuống cho nên bạn xem cái định đó ý nghĩa nó rất sâu nói cho bạn một cái phạm vi ra khỏi cái phạm vi ấy là phá giới phá hoại quy củ định sau đó có thể tịnh tịnh sau đó có thể an đây là gần dễ tính an sau đó có thể lự khai trí huệ rồi không có cái gì mà chúng không nghĩ rõ được lự sau đó có thể đắc chứng đắc rồi chúng tự mình lấy được học vị rồi quá trình là như vậy cho nên các chị hỏi đọc sách ngàn lần và cả đọc sách trăm lần đọc sách ngàn lần và còn đọc sách trăm lần nữa đọc sách trăm lần chúng ta làm là gì muốn đem kinh điển học cho thuộc quan trọng hơn chuyện đó là đọc sách ngàn lần đọc sách ngàn lần là gì đọc sách ngàn lần là để chúng định để chúng tỉnh lại nâng cao một chút nữa đọc sách trăm lần chúng phải bắt đầu học thuộc lòng đó là bắt đầu phải phát triển về hướng cao hơn cho nên nói đọc sách ngàn lần có thể đem đặt ở đầu tiên mọi người chúng ta nhất định phải nên biết thứ tự thì không thể điên đảo không thể loạn chúng ngay cả bên ngoài còn không thể an định ngồi không ra ngồi vậy thì bạn cho chúng đến để đọc sách trăm lần sau đó bảo chúng viết chính thể để chép thuộc lọc lại cái đó không được thưa thầy cái này có phải là giống như sư phụ đã nói là một môn thâm nhập sau đó mới quản học đa văn có phải là đạo lý này hay không ạ à? không phải cái này quản học đa văn là chỉ cái gì quản học đa văn là có lự rồi chúng được lự rồi vậy thì được Hiện tại thì không được Hiện tại chính là một môn thâm nhập Vì bạn nói chúng phải đọc thuộc 100 lần kinh điển Đó có phải là quản học đa văn Vẫn không phải 100 lần kinh điển ở trước mặt chúng Thì chúng vẫn là cái định này Chúng vẫn là sáu căn đô nhiếp ở trên đó Nghĩa là gì? Vẫn là không để cho bạn suy nghĩ Nó là cái ý nghĩa như vậy Vậy thì ở đây chúng ta đặc biệt muốn nhấn mạnh một chút Giáo dục thánh hiền và giáo dục thông thường là không như nhau bạn xem hiện tại tiểu học, trung học, đại học Diện nghiên cứu sinh Vì sao không đào tạo ra được nhân tài Mà y theo cách xưa Đời đời tổ tiên đều có những nhân vật xuất chúng Hơn nữa còn có rất nhiều Sáng rỡ như những chòm sao Nguyên nhân là gì? Nguyên lý này của nó chính là nguyên lý đọc sách ngàn lần Chúng ta nhất định phải biết Không phải là cứ nhồi nhét vào đứa trẻ thật Nhiều tri thức Nhồi nhét những thứ mới mẻ Không phải vậy mà phải là gì? Là phải khôi phục lại tâm thanh tịnh Tự tánh chúng vốn có Khôi phục tâm thanh tịnh Không phải là tăng thêm tri thức cho chúng Bắt chúng học và chép xuông Bạn nói bạn có thể đọc thuộc một dạng bộ Thuộc một ngàn bộ Đó căn bản không phải là mục tiêu của giáo dục Mục đích của giáo dục thánh hiện là gì? Khôi phục lại trí huệ Tâm thanh tịnh mà tự tánh chúng vốn có Việc này khôi phục được rồi Thì người này nếu dùng lời mà sư phụ đã nói là Xem kinh điển gì Làm việc gì thì người đó đều rõ ràng Minh bạch thông suốt thấu đáo Tuyệt đối là không hồ đồ Vì hiện tại việc truyền thụ tri thức Thì bạn xem chúng gặp phải việc gì cũng vẫn là hồ đồ Cho nên nó để lại di chứng hậu quả vô cùng nghiêm trọng Đó là tri thức Không phải là trí huệ Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu Mục đích của việc đọc sách ngàn lần là gì Khai phá trí huệ của chúng khôi phục lại trí huệ viên mãn của chúng Chứ không phải là truyền thụ tri thức cho chúng Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng Không phải là để cho chúng đọc thuộc lòng càng nhiều thì càng tốt Thuộc càng nhiều sách thì càng tốt Vậy thì sai Chúng ta nhất định phải biết Đứa trẻ này, bất kỳ một đứa trẻ nào Bất kỳ một người nào đều có tự tánh Hơn nữa trong tự tánh đều có trí huệ viên mãn Đọc sách ngàn lần chính là muốn khôi phục lại trí huệ viên mãn của chúng Là ý nghĩa như vậy cho nên trẻ càng đọc sách thì càng có trí huệ tâm càng thanh tịnh thì càng có định lực nhìn vào thì đích thực không phải là lơ mơ hồ đồ chỉ chứng tỏ bạn đã đọc đúng rồi đây chính là một phương pháp thực nghiệm vô cùng quan trọng nếu như phát hiện đứa trẻ này càng đọc càng hồ đồ xem ra càng ngày càng mê hoặc vậy đó là sai rồi tâm của chúng không thanh tịnh chứng tỏ chúng không có đạt được định đọc sách ngàn lần là đang trì giới đang đắc định mục đích là gì là khai huệ giới định huệ tam vô lậu học là học vấn tuyệt vời vĩ đại nhất bất luận mà nhà phật nhà nho hay nhà đạo thì đều là y theo ba loại phương pháp này gọi là giới định huệ để tu học đây là phương pháp xưa đây là tôn chỉ cốt yếu nhất của đọc sách ngàn lần không nên đánh mất nó cho rằng là đọc nhiều sách thì tăng thêm tri thức sai rồi sở dĩ đọc sách ngàn lần lúc mới bắt đầu chỉ là một bộ kinh điển này. bạn cứ để cho chúng đọc đem tâm định ở trên một bộ kinh điển, việc đọc một trăm lần của bạn đó là bắt đầu học thuộc rồi, học thuộc sách rồi. chúng phía trước đã có cái nền tảng là đọc sách ngàn lần rồi, chúng đã an định rồi, phía sau làm gì cũng rất dễ dàng. vậy xin hỏi thầy có thể nào một bộ kinh cứ đọc như vậy mà đọc mãi thì giới tu định đến khi khai quệ Việc này từ trên đạo lý mà nói Thì nói được thông Ai có thể làm được đây chứ Trẻ nhỏ thì phải nghe lời phụ huynh Phụ huynh thì nghe lời thầy cô Có gì thầy cô nào chịu làm như vậy Đều không dám, đều không chịu Thứ hai, con trẻ Có phải là căn tánh ấy không Thứ ba, có cái ngoại duyên này không Ông bà nội phản đối các con làm như vậy Không lỡ việc của bọn trẻ hay sao Phá hoại mất Cho nên nói từ trên lý thì nói được thông Một bộ kinh điển thì cứ tu học như vậy Sư phụ thường nói Lão Bồ Tát Lưu Tố Vân Câu chuyện về của giáo Lưu Một đĩa VCD dài một giờ đồng hồ Một ngày xem 10 lần Một bộ đĩa này xem suốt 10 năm Trung Hoa chỉ có một vị như vậy Sư phụ là ra sức kêu gọi mọi người học theo Cho nên từ trên lý thì nói được thông suốt Người làm thì ít cho nên phải làm sao đây chúng ta căn cứ vào căn tánh chúng sanh cũng được một bộ kinh này một ngàn lần thái thượng cảm ứng thiên đọc hai mươi ngày thì đọc xong lại đọc bộ tiếp theo cũng được nếu nói chúng tôi đọc lại bộ này có được không được cũng được vậy thì bạn sẽ hỏi việc đọc sách ngàn lần này đến khi nào sau một giai đoạn hoàn toàn xem sự thay đổi của bọn trẻ xem căn tánh của chúng nếu như những học sinh này thật sự đều là rất tốt rồi Chỉ thì phải bắt đầu chuyển xuống Đọc một trăm lần Đọc thuộc một trăm lần Viết thuộc lòng bằng dạng chữ chính thể Các môn học này bắt đầu xuất hiện Học thuộc Sư phụ nói một trăm bài cổ văn Chúng ta ở đây yêu cầu phải cao hơn một chút ba trăm bài Đó là bước tiếp theo sau này Tuổi càng ngày càng lớn thêm thì bắt đầu Dần dần bước vào một khóa trình kế tiếp Cho nên đọc sách ngàn lần Đó là gốc rễ của hết thảy Nó trực thông tự tánh Tự tánh vốn định mà đạt được rồi thì dễ làm Đây chính là mục đích của dạy học Trí huệ Đức năng, tướng hảo Chúng đều có Cho nên nhất định chúng ta phải biết đức hạnh tướng hảo năng lực trí huệ của trẻ là từ đâu bà ra từ trong tự tánh bà ra dùng phương thức gì để dạy học đọc sách ngàn lần sẽ làm cho những thứ đó phát khởi trở ra đây là trọng điểm nhất cốt yếu nhất vì sao phải làm như vậy đạo lý lại chỗ này đem bảo tàng trong tự tánh khai phát trở ra còn nữa trong quá trình sư phụ giảng kinh cũng nói mỗi một học trò nghiệp chướng tập khí đều không đồng có một số trẻ có thể đọc đến một ngàn lần Thì chúng ta có thể nhìn thấy được hiệu quả Nhưng cũng có một số trẻ cần phải đọc đến ba ngàn lần Hoặc là sáu ngàn lần Thì chúng mới có được một chút hiệu quả Cho nên dù là phụ huynh cũng vậy Thầy cô cũng vậy Nhất định phải kiên nhẫn Nhất định không được dội dàng Dùng số lần để hạn định cho trẻ Có nhìn thấy được hiệu quả hay không Thì việc này nhất định không nên Không nên hạn chế Chúng một ngày phải đọc bao nhiêu lần Chúng sẽ ở đó tranh thủ thời gian Chỉ bằng không nên dùng đến phương pháp này dùng cái phương pháp này có thể sẽ phá hoại chúng hạ tất gì chứ chúng tôi tin là mọi người xem đến đây rất nhiều người đều suy nghĩ việc đọc sách ngàn lần phương pháp xưa cổ này đây là sư phụ đã truyền lại cho chúng ta tốt quá rồi có ai mà không muốn thành tựu mọi người trước khi làm chúng tôi xin nhắc nhở mọi người một cái mấu chốt trước khi thực hiện việc đọc sách ngàn lần thì bạn tốt nhất là đem ba tập này xem lại từ đầu đến cuối một lần tốt nhất là mỗi lần đều xem không thể làm được mỗi lần đều xem thì cách năm ba ngày cũng nên thường mở lại xem vì sao vậy vì trong đầu của bạn sẽ lưu lại ấn tượng rất sâu bạn biết được phải đọc như thế nào nếu không mà nói trong đầu của bạn cho không xem nên dần dần sẽ quên sau khi quên rồi thì bạn ở đó dường như là đang đọc sách ngàn lần nhưng đó chỉ là hình thức đều là lãng phí thời gian những bí quyết quan trọng ở trong đó bạn đều không nhớ nổi cho nên việc này rất là quan trọng nhất định phải xem trước sau khi đã hiểu được rồi nghĩa là sau khi đã giải được rồi thì lại hành gọi là giải hành tương ưng thì bạn mới có thể thu được hiệu quả tốt đó chính là chứng tính giải hành chứng bạn có thể chứng đắc việc này là vô cùng quan trọng, nhất định phải xem trước ba tập này đã nói đều là nguyên lý nguyên tắc, việc này là phải ghi nhớ sâu sắc. vì sao bạn không phải là chỉ xem ba đĩa này mà những thứ này, hãy bạn mở miệng thì nó tuôn ra, bởi vì tâm của bạn đã khắc ghi nói vô cùng rõ ràng. vậy thì được, vậy thì khi các bạn đọc sách ngàn lần sẽ có cái nguyên tắc, cái nguyên lý này dẫn đường, những gì bạn làm, bạn đọc đều tuyệt đối không bị sai. Nếu bạn không xem thì trong đầu đều không biết Đều sẽ quên hết Vậy thì bạn ở đó đọc chính là đọc mù Đều là do ý kiến, tri kiến của mình mà ra Vậy thì sai rồi Hôm nay chúng tôi xin báo cáo đến đây Tiếp mục tiếp theo Các bạn nhỏ sẽ lên đây chia sẻ Hy vọng mọi người đều đến để cùng học tập Cẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật